Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh và Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ để nghe và cho ý kiến về nội dung xây dựng hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt văn hóa sâu hình. Dự họp còn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Phiên. Văn hóa sâu hình được nhà khảo cổ học người Pháp Vinet phát hiện năm 1909 tại sâu hình Quảng Ngãi và được lấy tên địa danh sâu hình đặt tên cho nền văn hóa khảo cổ này là văn hóa sâu huỳnh Di tích khảo cổ học văn hóa Sơ Hình được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1997. Di tích được phân bố chủ yếu ở Long Thạnh, Thành Đức, phường Phổ Thạnh và Phú Khương, Phổ Khánh. Từ khu mộ chum Sơ Hình qua các đợt khai quật, các nhà khảo cổ đã liên tục phát hiện các dấu vết của một nền văn hóa thời tiền sử. Từ những hiện vật phát hiện trong quá trình khai quật khảo cổ tại các tỉnh Duyên Hải miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên cho thấy, Quảng Ngãi được xem là cái nôi của văn hóa Sơ và sự hiện diện của nền văn hóa cổ này thật sự là một thế mạnh mà không phải nơi nào cũng có được. Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh được lập gồm 5 địa điểm, di tích Long Thành, di tích Phú Khương, di tích Thành Đức, di tích Đầm An Khê và Lạch An Khê và quần thể di tích Trăm Ba. Theo ý kiến đánh giá của các đại biểu dự họp, Sa Huỳnh gần như là nơi duy nhất còn giữ lại được không gian sinh tồn của người cổ Sa Huỳnh từ môi trường sinh thái, địa lý nhân văn địa chất, địa mạo. Đây là nguồn tài nguyên quý hiếm là bảo tàng sống cho công tác nghiên cứu và phát triển du lịch bền vững. Di sản văn hóa dân gian của cư dân sống quanh đầm An Khê, nương tựa vào đầm An Khê là một di sản văn hóa phong phú đặc trưng cần phải được sưu tầm, nghiên cứu toàn diện. Do vậy, việc bảo vệ quần thể di tích đầm An Khê là hết sức cần thiết. Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành và Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn, các bản thống nhất tiếp tục triển khai lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt văn hóa sâu hình. Đồng thời yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xin ý kiến của Ban Thường vụ tỉnh ủy để trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng theo quy định. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ phối hợp với các sở ngành chức năng liên quan xem xét, ra soát định hướng phát triển du lịch, nông nghiệp nuôi trồng thủy sản khu vực liên quan đến các địa điểm nằm trong hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt văn hóa sâu hình, đảm bảo phát huy giá trị di tích trong việc phát triển du lịch và kinh tế xã hội của địa phương.